chào quý vị khán giả, Phương Hiếu rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cười Vui Sống Khỏe ngày hôm nay. Một chương trình luôn mang đến cho quý vị những kiến thức về y tế thật cần thiết để bảo vệ sức khỏe không chỉ cho quý vị mà còn cho cả những người thân yêu xung quanh ta nữa. Và hôm nay, chương trình sẽ đề cập đến căn bệnh viêm khớp, một căn bệnh phổ biến thường gặp trong cuộc sống với nhiều biểu hiện triệu chứng khác nhau. Và ngay bây giờ, Phương Hiếu mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm ngay sau đây mà chúng tôi đã thực hiện để xem triệu chứng mà nhân vật trong video clip của chúng tôi gửi đến có giống như là triệu chứng của bệnh viêm khớp hay không nha. Nào, chúng ta cùng theo dõi. Vậy rồi hả Làm gì mà mới sáng sớm mặt mày trầm dầm này trời Thì không vui nó chầm dầm chứ có gì đâu Ai làm cho bà không vui Không lẽ tự nhiên tôi làm cho tôi không vui Mà nói vậy chẳng khác nào tôi làm cho bà không vui Trời ơi còn phải nói nữa Cái bà này kỳ vậy ta gì đâu kỳ. sáng sớm muốn kiếm chuyện phải không tôi không có muốn kiếm chuyện với ông mà nó rõ ràng quá làm tôi khó chịu quá tôi phải thái độ như vậy thôi tôi làm cái gì mà tôi làm cái gì mà 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 đòi tỏ thái độ hả thì coi lại bản thân mình đi thời gian gần đây đối xử với vợ với con như thế nào có đúng trách nhiệm một người chồng chưa tôi làm cái gì mà không đúng trách nhiệm người chồng mà nói đi ủa giờ hỏi ngược lại tôi à? đừng có để tôi nói hoạch tẹt ra cái gì hả? cái gì mà đi ngoài đường mà vợ chồng gây gỗ quá chết, trời ngồi chơi chú chú đừng có để tôi nói hoạch tiệt ra hết nha tôi có gì để bà nói chú ngồi xuống đi để con nói chuyện với ông nè tại sao cái chân bị đau là tại sao tại vì hồi nhỏ đó mình ăn chơi lêu lổng mình quá sức hậu quả tới bây giờ mình lãnh đó chú ngồi xuống đây, đừng có để con nói chuyện với ông nói cái gì bà nín đi nín cái gì hồi nhỏ hồi nào hả sao bà biết hồi nhỏ là tôi 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 chơi rồi phun phí sức khỏe bà cái này là bà kiếm chuyện tôi bà kiếm chuyện nên bà mới nói tôi như vậy tôi không bà nín đi tôi không hề kiếm chuyện với ông hậu quả tới bây giờ rõ ràng dẫn chứng còn cái đó đó ông đừng có nói chuyện với tôi cãi Trời ơi đặt ủa chú chính ủa sao chú qua đây vợ chồng con gây lộn chứ không nói gì vậy chú chính tôi cho tao nói không hả tao đứng lên là bay sôi xuống đứng lên là bay sôi tôi xuống à tao đi ngoài đường tao nghe vợ chồng bay gây lộn tôi vô tao can là tự nhiên đẩy tôi xuống ngồi xuống ngoài à vợ chồng cái gì cũng vậy từ xưa giờ tao đâu đâu có thấy tụi bay gây gỗ với nhau đâu bây giờ bày đặt gây lộn gỗ, gỗ với nhau là sao hả thì thì đó ngày xưa không có gây lộn rất là hạnh phúc mà chú biết rồi đó bây ờ. giờ gây là tại vì ổng nói làm sao không phải tại con ổng đổi tính trời đất ơi sao vợ chồng hạnh phúc quá mày đổi cái gì mày mày đổi con đổi nào đâu thì sao vợ mày nói nó đổi cái gì trời ơi bởi vì tao nói trước mặt chú đâu có dám nói con kể chú nghe nè hồi xưa á vợ chồng mỗi khi mà vô ngủ nằm gần nhau hả tao nói hả tay chân ổng liên tục mà bây giờ hả mỗi lần mà con vô cái tay qua đụng ổng nó u da đau quá đừng có đụng vô đó rồi không có ngủ tính nó thức cả đêm con lăn qua lăn lại vẫn thấy thức thức đã con lăn qua con mệt ngủ rồi con, 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 con mệt ngủ giật mình cứ không thấy ổng đâu con chạy xuống đây thấy ổng ngồi đây làm gì bị gì sao kỳ vậy mập mày á mày khùng rồi. tự nhiên rồi, vợ đẹp vậy rồi, bắt đầu rồi, vô phòng rồi ấy rồi tự nhiên mày bỏ xuống nhà mày điên hạnh phúc hay không là do mày á vợ chồng hạnh phúc với nhau mình làm cái chuyện vậy là vợ không nghĩ sao được trời ơi tối con khát nước con đi xuống uống nước rồi cái chân con đau quá đi lên cầu thang không có nổi làm gì chân đau cái gì nó cũng có nguyên nhân chú thấy không tại hồi nhỏ đó mình ăn chơi quá mình lêu lỏng quá trước khi cưới con đó xài cho nhiều rồi bây giờ đó là hậu quả thôi con ghen quá rồi con nói bậy rồi đó không cái đó con nói thiệt thôi nghe chú nói nè cái gì cái đừng có nói câu đó nó phải là xài lăng nhăng là như vậy là bị như chú hồi xưa đâu có, cũng lăng nhăng vậy mà đâu có hậu quả đâu có gì đâu do có cái là cái hạnh phúc cái chuyện xưa bỏ đi bắt đầu cưới nhau là hạnh phúc gia đình bây giờ là tính bây giờ còn con cũng vậy không được bỏ rơi vợ sao chân mày đau hả còn đâu có biết đâu Mày tại sao chân mày đau? Mày phải nói cho vợ mày biết để nó nghĩ bậy. Cái chuyện mà nó làm sao nó đau con không biết, nhò không biết làm sao á. Dạo sao này á. Để nó nói. Sao? Sao chân đau? Biết làm sao cứ cái... bây giờ mà mỗi khi mà nằm máy lạnh á là tay chân con không riêng về cái chân á, tay chân mình mẩy nó chỗ nào có xương là đau nhất hết. Đó. Mà giờ nếu mà tắt máy lạnh đi á là sợ vợ con ngủ không được. Tôi chết rồi tối rồi. nhất quá. Thôi, tôi hiểu rồi, tao hiểu rồi. Mày hiểu làm vợ chồng mày thấy chưa? vậy là con bị viêm khớp rồi trời ơi nghe mày nghe không nó tắt máy nó nằm lạnh thì nó đau mà tắt máy lạnh sợ mày nóng rồi mày đi ghen nói tầm bậy bà cái xương con sao con có nghe lão xạo lão xạo ở trong chú sân ơi con nói chú nghe viêm khớp á là tuổi già như chú mới bị chứ mắc gì ổng trẻ mập khùi khùi nhưng mà bị viêm khớp nói được cái nào có lý nó còn dễ nghe mà nhiều khi vợ con nói cũng đúng á con trẻ quá chú đáng lẽ con bị viêm khớp trẻ lớn gì cũng bị hết trơn á viêm là nó viêm thôi đâu phải chờ già nó mới viêm hiểu không? mày nghe lạo xạo lạo xạo trong xương mày phải không? cái đó con có nghe đó, tẻ như vậy đó, mập cười khụ vậy mà mỗi lần mà nằm xuống nó thẳng tay thẳng chân ra kêu xương nó kêu lấp cập lấp cập, trời gì kỳ vậy? bây giờ mà vợ mày không tin về thầy đi, mày thầy cho vợ mày tin đi, con nhỏ nè, bây giờ nè, tôi nói là tôi đang bị bệnh nè, mà không tin đúng không? tôi thầy, thầy cho thầy đi mọi. thầy động đi. Thầy, ông dám thề ông dám thề là sao dám? không có lăng nhăng không? ông dám cái gì sợ gì gió? ông thề cho mày mọi thầy, thầy, mọi thầy đọc cho vợ mày nghe nè, nghe cho rõ nè, tôi thầy. Nào có giông hồn chú chính ở đây còn, dạ, có có vong hồn đúng Giông giả vậy mà tao chết hồi nào giông hồn mày hả thì tự nhiên có giông hồn tao là sao ý ý con nói cho vợ con tin đó mà bây giờ nói tin mày tự nhiên mày đem tao vô giông hồn tao chết chết hồi nào mày nói giông hồn tao nhưng mà tại bất ngờ quá đâu có hổn tìm. không bởi vậy con người của ông ăn nói không dầm trước dòm sau chú chính còn sống sờ sờ đây mà thề có giông hồn chú chính bà nói ừ. ông chết rồi sao ông, có biết là ông linh lắm không mà ông chết một cái là vong hồn ông theo giả như mặt bây giờ ông tới đó con nói thiệt tao thôi chết hồi nào mày linh con thí dụ thôi con thí dụ như vậy Trời, nó nói đổ hết rồi bây giờ tôi nói mày nghe nè dạ mày bình tĩnh đi chồng là bị viêm khớp rồi phải đi khám đi hiểu không đi khám coi bác sĩ nói là nó mới thì nó đỡ mà để nó lậm quá là trị khó trị lắm nghe à, lời chú à, lúc đầu á nhất con cũng tính đi khám rồi nhưng suy nghĩ lại đi khám chị mình biết bệnh của mình rồi nè à, chẳng hạn như con mập quá đúng không cái trọng lượng cơ thể nó đè xuống thì nó nhất Đó, vậy thôi đúng không cái, cái mập cũng nguy hiểm nữa chú nói con nghe cái gì cái giữ giữ gìn cái sức khỏe không yeah. đừng có cho mập quá cái mập á nó dễ qua cái tai tiếng lắm tai tiếng ủa gì chú, chú? À, quên cái, cái cái qua cái bệnh biến thái đó Bảy. Tại... Chú, chú nói gì vậy mập quá là bị tai biến chú ơi à tai biến tai biến tai chú biến ờ có cái chữ tai biến không mà bị tai tiếng xong qua quả biến thái chú nguy hiểm ơi. lắm thấy không đi khám đi con bớt ăn bớt ngủ lại chú à. ủa chú nói những cái triệu chứng đó là của đau khớp á hả đau khớp đó thiệt có hả chú trời ơi mày coi cái chân kìa bắp chuối nó bằng cái bụng nó luôn rồi thấy không đó cười, Nó xưng đó ông ơi, sao ông bị như vậy sao không đi khám đi tự nhiên cứ để như vậy rồi lỡ có bệnh nặng rồi sao còn điều trị nữa chứ đây có chỗ này bị luôn không thì đó thì lúc đầu tôi nói tôi đau nhất rồi bà nói nhỏ nhẹ như vậy không phải dễ thương không thì cũng tại ông không à ông bệnh thì ông có nói thiệt đi tự nhiên vợ chồng với nhau mà ông giấu không làm sao tôi biết được là được. làm tôi nghĩ quẩn không à vợ dạ, dạ, chồng bậy như vậy là tao vui dạ. không? Dạ. Cứ vợ chồng hạnh phúc vậy vui là chồng bệnh rồi vợ phải lo đừng dạ. có nghĩ dạ. tầm bậy tầm bạ cái bệnh hoạn á tao cũng nói mẹ nghe dạ sao chú cái bệnh là do mình do cái đầu mình á đừng yeah. nghĩ nó quá hiểu không dạ đúng Dưới rồi chú, chú. nè yeah. chú bị nặng lắm cái bệnh chú cũng khiếp lắm chú nhưng mà gì? chú không nghĩ tới là nó không có bệnh chú bị gì chú bị gì chú tao nói bay đừng có nói ai nghe kì chú chú, chú, chú chú phải nói đi chú bị gì chú nói ra, tụi con mới biết chứ tụi sao con, con có, cũng lo lắm có á. bệnh mà giấu tủy trong xương trời ơi cái bệnh này nặng lắm nè đồng nghiệp chút chính quá ơi ông mới tàu lao, tủy không nằm trong xương để nằm ngoài da chú Chú nói gì kỳ vậy Điên yên tĩnh chưa tôi nói chơi biểu bay nghe Trời. <laughs> chú này <laughs> Quý khán giả thấy không, qua đoạn tiểu phẩm vừa rồi mà chúng tôi gửi đến quý vị, chúng ta cảm nhận được rằng không phải là những người lớn tuổi thì mới bị viêm khớp đâu mà cả những người trẻ cũng có nguy cơ này. Và căn bệnh viêm khớp sẽ gây ra chúng ta phiền toái như thế nào và điều trị cũng như phòng ngừa ra sao thì mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Thành, trưởng khoa khớp bệnh viện chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh để có lời giải đáp nhé. Xin chào bác sĩ. À, chào Phương Hiếu, chào khán giả. Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể nói rõ hơn về bệnh viêm khớp là bệnh như thế nào và viêm khớp thì nó thường nằm ở những khớp nào trên cơ thể chúng ta à cái viêm khớp chúng ta đã biết là cái trong cơ thể chúng ta phải cần có hệ thống khớp để mà hoạt động yeah. khi chúng ta đi đứng cũng như là uh, mc đã thấy đấy là mỗi động tác ví dụ như tôi qua tay hoặc tôi đứng tôi đi tôi gặp duỗi chân phải yeah. nhờ cái hệ thống gọi là cái khớp yeah. khi mà hoạt động thì một thời gian sau dù thời gian dài ví dụ chúng ta lớn tuổi hoặc thậm chí ở những người trẻ tuổi yeah. người trẻ tuổi À, chúng ta cũng có khả năng bị viêm khớp viêm yeah. khớp là một cái dấu hiệu để báo cho chúng ta biết là cái khớp chúng ta có bệnh có vấn đề yeah. chúng ta phải điều trị nó yeah. à, chúng ta phải ngăn ngừa nó sớm để chi để không bị tổn thương khớp thêm nữa yeah. à, và những cái trường hợp mà viêm khớp á, chúng ta sẽ biết á, là thường là gặp là những trường hợp là thối quá khớp thối là khớp. do là cái khớp chúng ta hoạt động nó quá sức quá sức chịu đựng cơ khớp chúng ta như chúng ta đã biết là những cái những cái vận động viên mà chơi thể thao À, họ chơi quá tải tức là cái khớp họ cứ lặp đi lặp lại liên tục yeah. thì cái cái sụn khớp họ sẽ bị hư yeah. à, cái thố quá khớp là nguyên nhân là thường gặp nhất yeah. cái thứ hai chúng ta biết là cái viêm khớp dạng thấp viêm khớp dạng yeah. thấp cái viêm khớp dạng thấp mà chúng ta biết á, là không những ảnh hưởng một khớp mà còn ảnh hưởng rất là nhiều khớp yeah. thường gặp là những khớp bàn tay cổ bàn tay yeah. à, khớp gối khớp háng là nói chung là đây là một cái bệnh mà điều trị rất là khó và rất là tốn kém cũng như là chúng ta phải là phải chẩn đoán sớm bệnh. Vâng, à. cái vấn đề như bác sĩ chia ừ. sẻ vừa rồi thì rõ ràng cái nguyên nhân nó có nhiều, ngoài cái à. bệnh thoái hóa khớp à. do cái tuổi tác, rồi do cân nặng chúng ta thay đổi đột à. ngột, rồi do chúng ta vận động nhiều, những vận động viên luyện tập thể dục thể thao à. thì bên cạnh đó còn cái viêm khớp dạng thấp mà bác sĩ chia sẻ nữa. À. Vậy thì rõ ràng cái triệu chứng mà khi bị viêm khớp nó đau nó nhất là khó chịu, di chuyển cũng khó khăn hơn và cái khớp thường rơi vào cái vùng uh, ở dưng nhiều hơn. Như bác sĩ chia sẻ đó. Đúng rồi. Vậy thì các cách điều trị là như thế nào và nếu mà chúng ta điều trị viêm khớp không điều trị kịp thời hậu quả sẽ như thế nào với ừ. sức khỏe? Như trường hợp tôi nói là cái thoái khớp thì chúng ta điều trị phải là nhìn người bệnh để điều trị. Nhìn người bệnh điều trị. À, tức là những anh anh chàng mà anh chơi thể thao quá sức thì mình à. hướng dẫn là giảm lại, giảm bớt, giảm bớt <laughs> giảm bớt lại bớt. Dạ. Yeah. Những người mà béo phì, mập mạp, giảm cân, giảm cân. Dạ. Yeah. À, những người, những người mà ăn uống kém dinh dưỡng chúng ta phải là bổ sung để bổ sung dạ. ăn uống dạ. còn trong cái viêm khớp dạng thấp chúng ta phải chẩn đoán sớm dạ. Yeah. thì yeah. nếu chúng ta không chẩn đoán sớm sẽ đưa tới trạng quỷ khớp rất là nhanh yeah. và cái người bệnh rất là tốn tiền sau khi điều trị bác sĩ biết không một cái vấn đề nãy sinh ở đây đó, khi mà bị viêm khớp thường bây giờ phương hiếu bị viêm khớp đau phương hiếu sẽ biết ừ, sức vào nóng nè nước đá rồi uống giảm đau chứ không nghĩ rằng phải đến gặp bác sĩ để phát hiện được sớm căn bệnh nếu không may là viêm khớp dạng thấp vậy cái lời khuyên nào là hữu hiệu nhất cho những ai chẳng may bị viêm khớp khi viêm khớp là hãy nên tới bác sĩ chứ chúng ta không nên tự ý điều trị dạ yeah. Thấy thì phần lớn một số trường hợp là điều trị là điều trị không đúng dạ yeah. có một số trường hợp là à, tới à, thậm chí là không tới bác sĩ là tới những cái đông y phải không cái đông y hoặc là nhiều họ điều trị không đúng dạ yeah. thậm chí là chích chích thuốc vào khớp chúng yeah. ta sẽ biến một cái viêm khớp thành nhiễm trùng khớp nếu yeah. mà chúng ta điều trị không đúng và như thế là đã nói nhiễm trùng khớp là là nguy hiểm rất là nguy hiểm cho cái người bệnh. Dạ, đã có những biến chứng nào tồn tại hay à. chưa về viêm khớp điều trị không đúng mà dẫn đến phải cắt bỏ khớp? Có chứ. Dạ. Có những trường hợp uh, nhiễm trùng khớp khi mà chích khớp trên uh, bệnh viện chúng tôi cho hình chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp như viêm khớp, chích vào khớp và sau đó nhiễm trùng khớp. Chúng ta đã biết là khi mà nhiễm trùng khớp là điều trị rất là tốn kém và và khó loại bỏ được vi trùng. đó có khi là bệnh nhân điều trị rất là tốn kém rồi bệnh nhân yêu cầu phải cắt chân và những bệnh nhân mà bị thoát khớp thì hãy nên là hạn chế đi nhiều yeah. và tập những cái, cái môn thể dục giảm cái sức tì lên khớp ví dụ như chuyển qua bây giờ chúng ta ít đi bộ lại và chúng chúng ta chuyển qua chúng ta đạp xe xe đạp yeah. à, chúng ta đi bơi lội ừ. à, hoặc là đi dưới nước cũng được yeah. như thế yeah. làm cho cái khớp chúng ta đỡ chịu tải hơn nhất là những người thoái khớp. Vâng. À. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất à. nhiều với những thông tin đã mang lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại bác à. sĩ à. trong những chương trình kỳ sau ạ. À. À. cảm ơn. Và thưa quý vị, với những thông tin vừa rồi, hy vọng quý vị đã có một cái nhìn đầy đủ hơn về chứng viêm khớp, đặc biệt là tất cả các vị trí khớp trên cơ thể chúng ta luôn. Nếu mà phát hiện ra tình trạng viêm khớp thì quý vị hãy đến bác sĩ chẩn đoán để có hướng điều trị tốt nhất chứ đừng nên tự ý điều trị tại nhà, tự ý dùng thuốc hay là dùng các bài thuốc đông tây y không rõ ràng nguồn gốc có thể gây hại gây nhiễm trùng khớp và có thể dẫn đến phải tháo khớp và hủy khớp của chúng ta nữa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình rất nhiều và nếu có những thắc mắc, những câu hỏi hoặc là những đóng góp về cho chương trình thì đừng quên hai cách quen thuộc của chúng tôi. Gửi về chương trình cười vui sống khỏe công ty tiếp thị truyền thông ý tưởng Việt số 384 số 9, đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và cái thứ hai là gửi trực tiếp đến địa chỉ email của chương trình ct cười vui sống khỏe -a gmail com quý vị nha. Còn bây giờ cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. tôi mới pha đó bà ơi ừ? tôi coi cái tin này tôi không ăn uống gì nổi hết bà sao tuổi trẻ bây giờ khủng khiếp thiệt khủng khiếp là sao một thằng mà cặp ba nhỏ luôn trời ơi tưởng gì chứ cái chuyện đó bình thường thôi mà bây giờ đầy ra đó nó cặp một lượt ba chị em ruột luôn ba chị em ruột hả nó cua nhỏ lớn nó vuốt tóc nhỏ thứ hai nó hung nhỏ út trời đất ơi không lẽ ba chị em không có nghi ngờ gì hay sao bà coi đi báo đăng kìa hồi đó tôi cặp hai đứa là tôi muốn chết rồi cái gì hả không có bà có báo đi tôi nói chuyện tôi nói nhảm mà bà coi đó một ba cái báo gì đây ba cái báo tàu lao gì ôi ba cái báo lá mơ đó mà ở Nha. nước ngoài đã có báo lá cải ở nước mình đã có báo thú địch ừ. báo lá mơ báo lá mờ. mơ không ơi kỳ cục nhưng mà nè nè tự nhiên là ngồi đi đọc ba cái báo này làm chi vậy trời ba cái báo đăng bài tàu lao mà tàu lao không một con chi vậy thì con gái mình nó đem nó dục cái bàn rồi tôi coi tôi đọc thử cái nhà đọc thấy ớn quá trời cái gì